Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tâm sự cùng tôi, được phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh Rồng Tiên Sa Media. Và lời đầu tiên, cho phép Thanh Thúy gửi đến tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn rằng ai trong cuộc đời chúng ta rồi cũng sẽ trải qua những lúc thăng trầm trong cuộc sống, có đúng không ạ? Và bản thân Thúy cũng vậy, một cô gái 29 tuổi đến từ vùng đất An Khê, Gia Lai. Ngày hôm nay, Thúy có mặt tại đây là một thành viên của khóa MC35 tại Học viện Rồng Tiên Sa, với mong muốn trau dồi thêm cho mình những kỹ năng mềm để hoàn thiện và phát triển bản thân. Thúy và các bạn MC35, những con người xa lạ, đến từ những vùng đất khác nhau, tụ họp về đây có lẽ đều vì một mục đích chung, đó là đều muốn bản thân trở nên tự tin hơn, lưu loát hơn, thu hút hơn và nhiệt huyết hơn trên chính sân khấu cuộc đời của riêng mỗi người. Thúy rất vui và hạnh phúc khi được gia đình ủng hộ hết mình trên con đường này, được ông bà ngoại chăm sóc cho cậu nhóc tỳ 2 tuổi để Thúy đi tìm lại chính mình, thỏa sức với niềm đam mê và khát vọng. Yêu ánh đèn sân khấu, yêu sự nhiệt huyết, muốn lan tỏa tất cả những cảm xúc thăng hoa và tích cực đến với tất cả mọi người. Hướng đến hình ảnh là một cô gái luôn lạc quan, yêu đời và năng lượng. Nhưng đâu đó, ít ai biết rằng Thúy đã từng là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân. Thúy kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ, gạt bỏ đi những ước mơ hoài bão của mình để hướng đến một người phụ nữ của gia đình. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với Thúy. Mọi sự đến trong phút chốc khiến cho Thúy cảm giác như bị sụp đổ, tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng sau một thời gian dài đấu tranh với tư tưởng, thì Thúy nhận ra không gì là không thể cả. Chỉ cần mặt trời còn mọc thì không có hố sâu nào là bạn không vượt qua được. Chia sẻ đến đây, điều mà Thúy muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người rằng dù cuộc sống có đưa ta đến một bờ vực sâu thẳm, có khốc liệt như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần bạn biết cách đón nhận nó một cách lạc quan nhất, vui tươi nhất, thì những khó khăn của cuộc đời kia âu cũng chỉ là một bước đệm để giúp bạn đi đến trên con đường thành công mà thôi. Và cuối cùng, Thúy xin chúc cho tất cả những bạn MC35 nói riêng và tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình nói chung, chúc cho tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ bay xa, bay cao hơn nữa trên chính con đường đi tìm kiếm thành công của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.